thưa quý vị xuất phát từ quê hương Đồng Tháp, nhận thấy củ ấu sừng trâu là loại thủy sinh đẹp, lại dễ trồng nên anh Lê Trọng Tịnh ở huyện Cần Giuộc tỉnh Long An có ý tưởng kinh doanh cây giống để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm trồng ấu kiển của khách hàng gần xa. Các xếp lá độc đáo, dễ chăm sóc, tốc độ sinh trưởng nhanh và được ưa chuộng để trang trí hồ nước chầu cảnh là những ưu điểm khiến cây ấu có thể trở thành sản phẩm kinh doanh. Theo anh Lê Trọng Tịnh, Củ ấu này khi già, rụng xuống nước sẽ được mang lên phơi, xử lý thuốc cho vỏ mỏng, dễ lên mầm. Khi cây bắt đầu tách chồi thì phân loại chuyển sang vị trí khác để tránh hư hỏng và đến lúc ra lá đẹp là có thể bán cho khách. Thì cái, cái ấu này thì mình lấy từ ở ở quê, tại dã ở, ở quê trồng cái củ ấu nó rất là đẹp và nó thể hiện được cái tính của quê hương á, mình trồng cái ấu này mình đem bán khắp toàn quốc và rất là nhiều người khách ở thành phố hồ chí minh á người ta muốn trải nghiệm trồng cái ấu ở trong chậu thì chỉ cần có cái chậu có nắng có nước là sẽ cái ấu sẽ có cho củ thì người ta chạy được trải nghiệm người ta hái những củ ấu ở trong cái chậu thì người ta rất là vui cho nên là người ta mua rất là nhiều và mình bán được doanh thu rất là lớn từ cái ấu này rồi sau đó những khách hàng mà mua online á người ta mới đăng những hình ảnh mà họ đã trải nghiệm thì những người khác lại tiếp tục mua nữa rút kinh nghiệm từ những lần gửi hàng đầu tiên do đặc thù là dòng cây thủy sinh. Đến nay, anh Lê Trọng Tình có thể cung cấp ấu giống cho khách cả trong và ngoài tỉnh với mức giá 10.000 đồng một cây, miễn phí giao hàng, trừ hao rủi ro và đặc biệt cây vẫn còn nguyên cũ. Ngoài việc trải nghiệm kinh doanh, thì với anh Tình, việc trồng củ ấu sừng trâu là để có đi đâu cũng nhớ về quê nhà.